Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức Sư SK. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính để giải các bài toán trắc nghiệm. Trên máy tính có rất nhiều ứng dụng để tính toán. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em menu 8 là menu lập bảng. Trước hết, thầy nói lại cái mối quan hệ giữa các giá trị x, y cho một hàm số mà các em đã biết. Chẳng hạn, như trên hình vẽ thầy vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng với 3x trừ 2. X, y thầy lập một cái bảng nhận những giá trị, bây giờ thầy cho nó chạy. Như vậy thì trong quá trình chạy thì máy tính cũng chạy những điểm rời rạc, bởi vì chỉ làm tròn ở các chữ số trong cách viết thập phân của hoành độ là đến phần trăm. Mặc dù chúng ta thấy điểm A vẫn chạy liên tục ở trên đường cong, tuy nhiên các giá trị cũng tính rơi ra. Thế thì ở trong menu 8, người ta sẽ lập một cái bảng giữa x và y, nhưng mà lấy trên một cái đoạn từ A đến B, và tùy vào cái bước chúng ta chia trong cái đoạn từ A đến B thành bao nhiêu bước, thì cái hàm số đó sẽ được tính x ở những bước đó và tính giá trị y của những bước đó. Vậy thì ở trong cách lập bảng của menu 8 thì thể hiện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, lập bảng các giá trị rời rạc của một hàm số fx trên một đoạn AB với bước chia tối đa là 45 bước nếu chúng ta chọn một hàm số. Thầy bật máy tính lên để các em quan sát chỗ này. Chúng ta vào menu 8. Đây là hàm số fx mà người dùng sẽ nhập vào. Chúng ta muốn có hai hàm số thì chúng ta sẽ chọn. Thôi bây giờ thầy nói một hàm số trước. Chẳng hạn như thầy nhập hàm số y bằng x bình phương, sau đó thầy nhấn bảng, thì phạm vi bảng ban đầu và kết thúc, tức là trên đoạn ABA là bằng 1, B trong trường hợp này bằng 5, ở bước là 1, có nghĩa là x được tính từ 1, sau đó nó nhảy qua thêm một đơn vị nữa là 2, nhảy qua một đơn vị là 3, nhảy qua một đơn vị là 4, nhảy qua một đơn vị là 5 và kết thúc. Và hàm số đó sẽ được tính giá trị tại những điểm đó. Để chuyển từ ban đầu đến kết thúc thì các em nhấn cho bằng trong quá trình nhập mới. Còn nếu trong quá trình nhập cũ, như thầy đây là thầy đã nhập cũ rồi, cho nên là chúng ta trở lại bằng cách nhấn AC. Chúng ta nhấn xuống như này, nhập, chúng ta nhấn bằng, sau đó chúng ta nhấn xuống. Chúng ta nhấn xuống ở cái nút di chuyển thì để chúng ta chỉnh. Như vậy bước của chúng ta là 1, thì như vậy là nó tính ban đầu từ 1, 2, 3, 4, 5 là cả cái điểm. Sau đó chúng ta nhấn bằng thì xuất hiện cái bảng. Kém thì x bằng 1 thì tính giá trị f tại x bằng 1 là 1. Và tương tự x bằng 2 thì giá trị f là 2. Xin lỗi, 4. X bằng 3 là 9. X bằng 4 là 16. Như vậy là chúng ta hiểu cách lập bảng của máy tính. Và trong cách chia này thì số bước tối đa các em chia cho 45 bước. Các em lấy kết thúc trừ cho ban đầu, các em chia cho K. K nằm trên cái đoạn từ 1 cho đến 44. Vì nó chia thành 45 bước, cho nên các em phải chia thành 44 khoảng thì sẽ có 45 bước. Thứ hai là trên menu 8 thì lập bảng giá trị rời rạc của hai hàm số F và R trên một đoạn AB, nhưng với bước chia tối đa là 29 bước. Bước chia tối đa là 30 bước,
cho nên các em sẽ chia cho 29. Khi các em chia cho 29 mà các em chia vượt quá 29 hoặc là vượt quá 44 như trường hợp 1, tức là từ 45 thì máy tính sẽ báo lỗi. Như vậy là trong cách chia bước của 30 bước là các em chia cho 29 thôi. Đây là hai điều mà các em cần phải nhớ khi lập hai bảng. Thì lấy ví dụ lại ở trên máy tính. Ở trên máy tính thì các em sẽ thấy là chúng ta đang còn dùng cái bảng của cái hàm số F ban đầu. Bây giờ chúng ta nhấn AC để trở lại. Bây giờ các em muốn nhập thêm một hàm số nữa thì các em sẽ nhấn vào Shift Setup. Các em nhấn xuống. Các em thấy có một là bảng giá trị, là cái bảng của menu 8. Các em nhấn số 1. Về các em chọn 2 là hai hàm số. Thì bây giờ thầy nhập tiếp hàm số thứ hai. Chúng ta nhấn bằng. Thì các em thấy xuất hiện hàm số thứ hai. Hàm số thứ hai chẳng hạn như là x trừ 1. Chúng ta nhấn bằng. Hai hàm số này chúng ta sẽ chọn trên cái đoạn từ trừ 4 đến 4 chẳng hạn. Âm 4. Đến 4. Chúng ta nhấn cái nút xuống này là không được, bởi vì đây là cái bảng mới, cho nên chúng ta phải nhấn bằng. Chúng ta nhấn số 4. Chẳng hạn bước, chúng ta không để bước 1, mà chúng ta muốn số bước tối đa thì chúng ta chia 29, chúng ta nhấn bằng xuống để chúng ta lấy 4 trừ cho trừ 4 là cộng 4 là 8, các chia cho 29. Đây là số bước tối đa, sau đó cập nhấn bằng thì cái bảng sẽ xuất hiện và nó tính hai hàm số này đồng thời tại những điểm x ở cột thứ hai. Ở cột thứ nhất là nói thứ tự. Và chúng ta có thể tính được hai hàm số cùng một lúc bằng cách chúng ta nhấn xuống để chúng ta dò. Đây là x nha các em. Cái chữ đồng là x. Và các em sẽ thấy là nó dừng ở lại con số 30. Như vậy là chúng ta được 29 khoảng, tức là được 30 bước để nhảy trong quá trình tính toán. Như vậy là các em hiểu cái cách lập bảng và cách sử dụng máy tính để lập một hàm số và hai hàm số. Bây giờ thầy muốn nói đến điều thứ hai, lập bảng này có ý nghĩa như thế nào? Thì có rất nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào từng bài toán. Tuy nhiên thầy muốn nói cái ý nghĩa đến đầu tiên hôm nay mà thầy hướng dẫn các em, đó là những cái bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình. Khi các em nhìn trên bảng đó mà cái giá trị f từ dương chuyển xuống âm thì chúng ta có một nghiệm. Hoặc là nghiệm kép trong trường hợp là f sẽ di chuyển âm tăng dần, rồi đến một cái lúc nào đó f sẽ nhận những giá trị 0,00 hoặc là 0,000, tức là các em phải để ý cái giá trị của f mà nhân với 10 mũ âm bao nhiêu, thì khi đó cái giá trị đó nó dần được không thì cái nghiệm đó là nghiệm gần đúng mà chúng ta chọn. Sau đó nó đi xuống âm lại thì cái nghiệm đó là nghiệm kép, cho nên cách dò bảng phải rất cẩn thận chuyện này. Hoặc là nghiệm kép này, mà khi fx di chuyển từ dương xuống chạm vào trục hành nó đi lên, tức là dương nó giảm dần về số 0 rồi nó tăng dần, cũng ngược lại với cái trường hợp thầy vẽ trên bảng. Thì như vậy cách dò nghiệm của chúng ta là phải rất cẩn thận thì chúng ta sẽ giải được. Như vậy là thầy giới thiệu xong cái menu 8 để các em biết cách để vận dụng. Thì bây giờ thầy sẽ vào làm bài tập dạng thứ nhất. Dạng thứ nhất là các bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình. Trong 5 câu này thì hướng dẫn cho các em ở lớp 12. Tuy nhiên là trong những cái bài này thì có nhiều em bảo nó để giải bằng phương pháp bình thường, tức là tính toán theo lý thuyết thì nó nhanh, thì điều đó cũng đúng thôi. Tuy nhiên ở đây thầy chỉ nói đến cách sử dụng máy tính để
giải các cái bài toán từ câu 1 đến câu cuối cùng như thế nào. Dĩ nhiên là từ câu 1 mà đến câu cuối cùng thì chắc chắn là các em phải giỏi ở các kiến thức, phải giỏi cả cả bấm máy tính. Còn những em mà chúng ta chưa được giỏi lắm thì chúng ta phải luyện tập máy tính, thì thầy nghĩ là các em sẽ giải đến câu 40 là thông thạo, nhẹ nhàng. Tuy nhiên các em phải luyện tập nhiều thì các em mới làm được, bởi vì mỗi bài có thể làm nhiều cách khác nhau, bấm trên máy tính chứ không phải là một cách. Bây giờ thầy sẽ nói với các em cái câu số 1 cho hàm số này số dấu điểm của đồ thị hàm số về trục hoành. Cái câu này là cái câu hàm số bậc 3. Trong cái phương trình bậc 3 có một cái đặc điểm chỉ dành riêng cho cái hàm số bậc 3 này thôi. Thì nói riêng cái hàm số bậc 3 này cho các em, để các em lỡ các em gặp thì các em phải lưu ý. Khi đó các em sẽ dùng máy tính, các em vào menu 9. Menu 9 là menu nói về phương trình. Menu 9. Các em thấy phương trình hệ phương trình. Thì nhắc lại là trong này chỉ dùng cho hàm số bậc 3 thôi nha. Các em nhấn số 2. Các em chọn phương trình bậc 3 và các em nhập 10 trừ 40. 1 bằng 0 bằng -4, -4 đấy các em này. -4. Nhiều khi các em nhập dấu trừ cũng được. Tuy nhiên là có những cái thuật toán mà các em nhập không nhập dấu trừ là máy tính không tính, nó bảo lỗi. Cho nên tốt nhất chúng ta cứ theo bài bản chúng ta nhập -4 bằng 0 bằng. Sau khi nhập xong thì các em phải được kiểm tra lại 10 trừ 4 0. Như vậy là chúng ta đúng. Sau đó các em nhấn bằng. Thì số dấu điểm của đồ thị về trục hoành các em có thấy là một nghiệm bằng 2 này. Một nghiệm bằng -2 này. Một nghiệm bằng 0. Như vậy là chúng ta có cái nghiệm rất đơn giản. Tuy nhiên ở trong cái chương trình này thì nó còn thêm một chút nữa. Các em nhấn tiếp, các em thấy x cực đại. Và các em thấy y cực đại. X cực tiểu và y cực tiểu. Đây là hai cái ứng dụng cơ bản của cái chương trình này giúp làm hàm số bậc 3. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta chọn đáp án đó là đáp án A phải không? Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này dùng menu 8 thì làm như thế nào. Tại sao thầy lại giới thiệu menu 8? Bởi vì những bài này còn liên quan đến tham số M nữa. Mà chúng ta liên quan đến tham số M chúng ta dùng menu 9 là chúng ta không giải được. Cho nên buộc thầy phải hướng dẫn các em menu 8. Để làm menu 8 thì chúng ta trở về menu 8. Chúng ta nhập hàm số x mũ 3 trừ 4x. X mũ 3 shift x mũ 3 trừ 4x. Như vậy chúng ta nhập xong thì chúng ta phải kiểm tra lại. Số dấu điểm này trên trục hoành thì chúng ta nên chọn cái đoạn có cả âm cả dương đối xứng để cho nó đơn giản. Chúng ta nhấn bằng. Các em thấy có hàm rê tham gia vào. Như về số điểm chia quá ít là chia 29. Cho nên chúng ta sẽ bỏ hàm rê này đi bằng cách vào shift tiếp tục. Chúng ta sẽ bỏ hàm rê. Chúng ta nhấn vào số 1. Chúng ta nhấn 1 để chọn 100 em. Chúng ta nhấn bằng. Thì các em thấy chỉ có 100 rê thôi. Ban đầu chúng ta chọn từ âm 5 đi. Vì kinh nghiệm của nó có thể âm dương, chúng ta chọn một cái khoảng đối xứng cũng được. Chọn từ âm 5 đến 5 cũng được, chọn từ âm 5 đến 7 cũng được, chọn từ âm 7 đến 10 cũng được. Tùy các em, thầy chọn từ âm 5 đến 5. Vì đây là bước mới, cho nên chúng ta nhấn bằng thì nó mới đi xuống. Chúng ta nhấn bằng tiếp. Như vậy là bước là một bước, thì điều này là kinh nghiệm không đúng, không chính xác lắm. Cho nên chúng ta trở lại bằng cách nhấn AC. Chúng ta nhấn bằng để cho qua bảng, sau đó chúng ta nhấn nút di chuyển xuống là 5, nhấn nút di chuyển xuống là bước. Chúng ta lấy 5 trừ cho trừ 5 là 10, các em chia cho 44, bằng. Khi đó các em sẽ do fx ở cái dòng đồng này, các em do rất cẩn thận, từ âm đang còn âm chúng ta cứ nhấn mạnh, nhấn nhanh vào, âm có dương. Các em thấy từ âm có dương là có một nghiệm. Nhưng mà cái giá trị F gần không nhất là 0,3. Cho nên chúng ta lấy nghiệm gần đúng là trừ 2 thì các em này. Trừ 2. Nhân tiếp. Như vậy là đi hỏi
là số nghiệm, cho nên là số giáo điểm thì bằng số nghiệm, cho nên chúng ta chọn số nghiệm chúng ta sẽ tìm được số giáo điểm. Như vậy là có một giáo điểm rồi vì có một nghiệm. Chúng ta nhân tiếp, chúng ta có x bằng 0 thì y bằng 0, cái nghiệm này tính trực tiếp luôn, hai nghiệm bắt đầu có âm, có âm đến dương, nó chuyển qua dương lại, các em này từ âm qua dương. Như vậy là cái nghiệm này chúng ta chọn gần đúng nhất, đó là nghiệm ứng với giá trị y là 0,3, là chúng ta chọn là số 2. Như vậy trong bài này thì chúng ta đã tìm được nghiệm rồi. Như vậy là chúng ta kết thúc. Như vậy là câu 1 là chúng ta dùng menu 8 hoặc menu 9 thì chúng ta vẫn chọn được đáp án A. Là có 3 nghiệm cho nên số giáo điểm sẽ có 3 giáo điểm. Câu 2 là hoành độ giáo điểm của parabol này và đường thẳng này là các cái điểm nguyên. Cho nên chúng ta sẽ dùng hai hàm số tính cùng một lúc và cho bước nhảy bằng 1 để nó qua các điểm nguyên này. Bây giờ chúng ta giải. Chúng ta trở về menu 8 thì chúng ta nhập hàm mới. Chúng ta sẽ nhập hai hàm số cùng một lúc để chúng ta tính giá trị. Hàm số này bằng nhau tại x bằng bao nhiêu chúng ta đọc luôn. Hàm số thứ nhất là 1/4. 1/4 nhân x bình phương trừ 2x chúng ta nhân bằng, chúng ta phải đưa về hàm số, chúng ta nhân xịt tiếp tục, chúng ta trở lại một tí chọn hai hàm số 1 và chọn 2. Chúng ta nhân bằng để có hàm số thứ hai. Hàm số thứ hai là 3/4 x. -6 bằng. Ban đầu chúng ta chọn là -7 đi. Kết thúc chúng ta chọn là, vì kinh nghiệm trong này cái số 8 là số lớn nhất cho nên chúng ta chọn đến số 10. Kết thúc chúng ta chọn 10, tức là chúng ta chọn trên cái đoạn từ -7 đến 10. Nhưng mà các em để ý này, trong này các kinh nghiệm của nó đều là nghiệm dương cho nên chúng ta sẽ chọn lại. Chúng ta chọn từ 0 cho đến 10 thôi. Chúng ta nhân bằng. Vì các nghiệm nguyên dương, chúng ta cho bước nhảy bằng 1 để nó nhảy qua các số này. Chúng ta nhân bằng. Bằng tiếp. Các em dò trên bảng, các em thấy là tại x bằng 0 mà hai giá trị này y nó bằng nhau thì đó là nghiệm. Đó là hoành độ giáo điểm. Nhấn xuống, chúng ta khi nào chúng ta dò hai cái cột y này bằng nhau này thì x trực này là nghiệm các em này, bởi vì hoành độ giáo điểm của hai cái đồ thị hàm số thì có tung độ bằng nhau. Bây giờ thầy nhấn xuống để thầy dò. Các em thấy 8 là nghiệm. 8 là nghiệm. Mà trong này chỉ có số 8 thôi thì chắc chắn là đáp án đó là đáp án A rồi. Thôi mình cho tiếp. Như vậy chúng ta bỏ sót một nghiệm rồi. Nghiệm thứ hai đấy các em này. Nghiệm thứ hai là nghiệm 3 đây này. 3 là -3.75 với bên này cũng -3.75. Như vậy chúng ta có hai nghiệm là 3 và 8. Trong quá trình dò các em cẩn thận một tí, bởi vì chúng ta dò mà ra số 8 mà không ra số 3 thì rõ ràng không được, chúng ta phải kiểm tra lại. Như vậy là chúng ta chọn đáp án của câu 2 là đáp án A. Nếu bài này dùng một hàm số thì chúng ta làm như thế nào?
Bây giờ thầy nói luôn chỗ này dùng một hàm số. Chúng ta vào menu 8. Thì khi đó, để vào nhập một hàm số thì các em phải lập cái phương trình hoành đồ, có nghĩa là cái y thứ nhất trừ cho cái y thứ hai này. Và chúng ta nhập lại một hàm số để chúng ta dò trên cái đoạn từ 0 đến 8. Vì số 8 là số lớn nhất. Có thể từ 1 cũng được, bởi vì đây có số 1 các em này, 1 đến 8. Chúng ta làm lại. Chúng ta nhấn IC trở về. Bây giờ chúng ta nhập fx, hàm số thứ nhất, các em nhớ trừ cho hàm số thứ hai là trừ cho 3/4x. Tức là phương trình hành đổi dấu điểm và chuyển về phải sang về trái là đổi dấu được các em. Cộng 16 chuyển về phải đổi dấu bằng hàm dưới này chúng ta bỏ. Tại sao thì bỏ? Thích để cũng được, mà bởi vì để cái bảng nó luồn thuồn cho nên chúng ta bỏ đi. Chúng ta chọn shift, chúng ta trở về, chọn bảng 1, chọn 1. Như vậy chúng ta có một hàm số. Chúng ta chọn từ 1 đi, vì trong cái nghiệm nguyên là 1. Chúng ta chọn đến 10 cũng được, bước nhảy là 1, chúng ta bấm luôn. Bây giờ chúng ta dò cái này thì rất dễ, là bởi vì nghiệm của nó sẽ làm cho y bằng 0, đúng không? Để dò qua cột y. Như vậy là chúng ta nhập nhầm ở chỗ nào, chúng ta quay lại kiểm tra thì 1/4x bình phương trừ 2x trừ 3/4x, thầy thiếu chữ x bên này, này. Bằng tiếp. Là vô lý ở chỗ là chúng ta thấy là không có nghiệm nào cả. Bây giờ chúng ta dò sang x bậc 3 là nghiệm các em này, f bằng 0 này. X bằng 8 là nghiệm, f bằng 0 này. Vậy là chúng ta chọn đáp án là đáp án A, bằng cách lập hai bảng. Bằng cách lập một bảng, một hàm số. Câu 3. Bây giờ câu này các em thấy là hàm số trung phương. Mà cắt cái đồ thị hàm số này tại y bằng 4m này tại 4 điểm phân biệt. Thế thì bài này chúng ta giải như thế nào? Bài này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lập cái phương trình hoành đồ là x mũ 4 trừ 8 x bình phương cộng 3 trừ 4m. Sau đó chúng ta thử m bằng 3/4. Mà thỏa. Thì chúng ta tiếp tục xét. Thì đáp án B. Mà nếu 3/4 không thỏa thì chúng ta chuyển sang đáp án A. Bởi vì khi đó đáp án A không nhận 3/4. Cách làm như sau. Chúng ta trở về menu 8. Chúng ta sẽ nhập cái hàm số x mũ 4 trừ 8 x bình phương cộng 3. Trừ cho 4m. Quá trình viết trừ 4m thì các em lưu ý trừ, thì mở ngoặc đóng ngoặc để chống nữa thầy thay số ở trong này. 4m 4 nhân với một số. Bây giờ thầy chọn số đầu tiên là số 3/4. Thầy đóng ngoặc về để thầy biết là thầy thay số nào. Ta đóng ngoặc lại. Như vậy là sao? Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta sẽ chọn trên một cái đoạn từ trừ 5 đến 5 thôi. Âm 5. Đến 5.
ta nhấn bằng chuông nó không đi thì chúng ta nhấn bằng, chúng ta nhấn xuống thì chúng ta lấy bước để chúng ta lấy 10 chia cho 4. Như vậy các anh thấy bước là một đơn vị thì nó chia qua cái bước chạy là 0,22. Như vậy là bước nhảy hơi thưa, đúng không? Bước nhảy hơi thưa. Nhưng mà cái nghiệm vẫn cứ đúng, đúng không? Nghiệm vẫn cứ ok thôi. Chúng ta nhìn bằng. Bây giờ chúng ta dò xem thử trong trường hợp M bằng 3/4 cộng mấy nghiệm. Chúng ta dò nhanh. Em còn dương. Dương chuyển của âm là một nghiệm cao này. Nghiệm thứ hai là x bằng 0. Tiếp tục như vậy hai nghiệm các em. Âm quay dương. Như vậy M bằng 3/4 thì chúng ta có 3 nghiệm. Nhưng ở đây liệt kê cho ta là 4 nghiệm. Cắt đường thẳng thành 4 điểm là 4 nghiệm thì chúng ta dò tiếp. Như vậy không có. Như vậy là hai đường này trong trường hợp là M chúng ta chọn 3/4 nó chỉ cắt nhau tại 3 điểm về M bằng 3/4 loại. Như vậy vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ loại cái đáp án B, đáp án C và đáp án D. Đáp án D chúng ta chưa loại được, đáp án B và đáp án C thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử tại điểm -13/4 nếu có 3 nghiệm, tức là chúng ta sẽ loại đáp án D. Chúng ta nhấn đến máy tính tiếp. Chúng ta trở về, chúng ta chỉ chọn M sửa lại là bằng -13/4 âm 13/4. Chúng ta nhấn bằng. Một chiêu chúng ta để như vậy. Chúng ta dò tiếp. Chúng ta chuyển qua số dò. Dương. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ quan tâm đến 4 nghiệm. Và bây giờ trong bước này nó chỉ xảy ra bao nhiêu nghiệm thì chúng ta dò lại một tí nữa. Như vậy là chúng ta thấy dấu nó đổi rất là ít lần. Thì dò lại chỗ này tí này. Kém thì 0,03. Rồi từ dương nó xuống 0,03. Rồi nó đi lên lại. Là cái nghiệm này là nghiệm kép đấy kém này. Từ dương này, nó đi xuống 0,03 này. Đi lên lại các em này. Thì cái nghiệm này là sắp xỉ nghiệm kép -2,04 này. Các em thấy 4, các em thấy là 0,4 nó xuống 0,03. Nó đi lên lại thì cái nghiệm lần thứ hai đây là các em này, lần thứ hai này. Như vậy là không được. Như vậy là đáp án trong trường hợp chúng ta chọn là -13
phân bố không đúng. Như vậy đáp án đó chính là đáp án A. Chúng ta chọn đáp án A. Trong quá trình bấm thì các em có thể bấm nhanh, bởi vì thầy đây là nguồn hướng dẫn các em, cho nên là nó thầy bấm thì máy tính thì hơi chậm một tí. Bây giờ sang câu 4. Đường thẳng y bằng m cắt đôi thì hàm số tại ba điểm phân biệt. Thì chúng ta cũng làm như vậy, nhưng mà chúng ta khi này dùng menu 9 thì bây giờ chúng ta hàm số bằng 3, chúng ta đâu dùng menu 9 được, chúng ta phải dùng menu 8. Bây giờ thầy tiếp tục làm câu 4. Bật máy tính lên. Chúng ta trở về nhập hàm số, nhấn IC. Chúng ta nhấn đúp 2 lần là nó trở về cuối, chúng ta xóa. Hàm số x mũ 3 trừ 3x cộng 2. X mũ 3 trừ 3x cộng 2. Phương trình chuyển đổi dấu điểm chuyển m sang về trái đổi dấu là trừ cho mở ngoặc m. Bây giờ thầy sẽ chọn m như sau. Thầy chọn m bằng 0 thì viết số 0 vào. Tại sao viết số 0? Để chống để chúng ta có cái thay số khác, chúng ta biết cái vị trí đó để chúng ta thay. Như vậy là được chưa? Thầy xét m bằng 0, tức là thầy xét cho đáp án C. Nếu tại m bằng 0 mà chúng ta do có bán nghiệm thì m bằng 0 nhận, không có thì chúng ta loại m bằng 0, đáp án C loại. Thì sau đó chúng ta lại tiếp tục cho tiếp. Bây giờ thầy nhấn bằng, thầy cũng chọn từ âm 5 đến 5 thôi. Bây giờ chúng ta do đổi dấu hoặc nhầm kép này, từ âm này, âm có dương là 1 nghiệm các em nhé. Bây giờ là còn dương, dương thì xuống 0,7, xuống 0,2, xuống 0,02, xuống 0,05 là tăng được các em này. Như vậy chúng ta còn nhầm kép thứ hai này. Như vậy là trường hợp m bằng 0 bị loại, bởi vì nó chỉ có hai nghiệm thôi. Như vậy là m bằng 0 bị loại, thì như vậy là chúng ta thử m một số lớn hơn 4. Thì nhìn bên này là bản C thì m bằng 4, nếu mà bị loại nữa thì như vậy là chúng ta sẽ còn hai đáp án, đó là đáp án B và đáp án A thôi, đúng không? Bây giờ thầy tiếp tục cho m bằng 4 để thầy loại cái đáp án D đó các em này. Chúng ta trở lại nhìn IC m bằng 4, chúng ta quay lại chỉnh hàm số. Đây là số 4, để nhấn bằng tiếp. Chúng ta dò. Bây giờ chúng ta chỉ cần đổi dấu 3 lần thì được, mà nó không đổi dấu chúng ta khỏi dò nghiệm kép nhé các em. Đổi dấu 1 lần các em này, cỡ mới dương 1 lần này. Như vậy là m bằng 4 bị loại. M bằng 4 bị loại. Vậy thì đáp án D bị loại rồi, đáp án A bị loại rồi. Chỉ còn đáp án, xin lỗi nhầm, đáp án D bị loại, đáp án C bị loại, chỉ còn đáp án D và đáp án A thôi. Bây giờ thì thử một số 5 thuộc đáp án D, có thử nó còn nhận không? Không nhận thì thầy sẽ loại. Thì thầy chọn đáp án đó là đáp án A. Chúng ta trở lại IC. Chúng ta nhấn bằng. Ta chưa sửa. Chúng ta cho một giá trị m lớn hơn 4 để chọn bằng 5. Đây, 5 bằng để nguyên bậc chia. Chúng ta không do nghiệm kép, chúng ta do đổi dấu để có nghiệm đơn đang còn âm. Đang còn âm như các em.
nghiệp. Và như vậy là kết thúc. Như vậy là đáp án B bị loại. Vậy cuối cùng chúng ta có đáp án đó, chính là đáp án A. Câu 5 cho hàm số này, kém thì cũng khá phức tạp. Có đồ thị giá trị M nào để CM cắt đôi tại 3 điểm. 3 điểm phân biệt. Thế thì bây giờ trong cái đáp án này thì chúng ta nên thử với M bằng âm 1 trước. Nếu M khác âm 1 thì chúng ta có thể chọn đáp án A. Đáp án B khi đó nếu M khác âm 1 thì đáp án B bị loại. Sau đó chúng ta chọn tiếp thử để loại các đáp án còn lại để chúng ta chọn đáp án. Bây giờ thì nhập hàm số x trừ 2. Ngoặc nhân với x bình phương cộng thì mở ngoặc âm 1 x thì thay m bằng âm 1 nhân x cộng m bình phương thì mở ngoặc âm 1 bình phương trừ cho 3. Thì sẽ nhập từ âm 5. Âm 5 nằm đây kèm. Đến dương 5. Âm 5 đến dương 5 chúng ta chia thành 44 bước. Là 10. Chia 44. Để nhân 5. Như vậy M bằng âm 1 chúng ta sẽ do nó có 3 nghiệm phân biệt. Thì nó phải đổi dấu 3 lần. Tự do âm có thể có nghiệm kép các em. Âm đâu qua dương là một nghiệm các em này. Các em thấy 0,9 nó giảm cho 0,4, nó giảm cho 0,09. Bắt đầu nó lại tăng lên lại như với cái nghiệm giảm xuống tiếp, đây có 10 bộ âm 3 nên 10 bộ âm 3 sau này giảm xuống tiếp vẫn là dương các em nhé. Sau này tăng lên là 0,24, tức là nghiệm kép đó các em. Từ dương nó giảm về 0 nó tăng lên lại là nghiệm kép đó. Nghiệm kép là ứng với 2 đó. Số 2 là nghiệm kép đó. Hết. Như vậy trong trường hợp M bằng âm 1 thì chúng ta sẽ thấy rằng là M bằng âm 1 khác là đúng, về chỉ có đáp án A này được xét. M bằng âm 1 trong đáp án B này bị loại em này. Đáp án B này bị loại. Đáp án C, M bằng âm 1 cũng có thể. Đáp án D, M bằng âm 1 cũng có thể đúng. Thì bây giờ chúng ta còn 3 đáp án này. Thì chúng ta sẽ thử giá trị nào. Bây giờ thầy sẽ thử cái giá trị M bằng 1 xem như thế nào nhé. M bằng 1, nếu M bằng 1 đúng thì đáp án C đi bị loại. M bằng 1 đúng thì đáp án C này bị loại vì không chứa 1. Thì chúng ta chỉ còn cái đáp án D và đáp án A thôi. Bây giờ thì thử M bằng dương 1. M bằng dương 1 chúng ta quay lại, chúng ta thấy số này bằng số 1. Chúng ta xóa cho trừ. Xóa cho trừ. Thử tiếp. M bằng dương 1 bằng tiếp. Xem thử có 3 nghiệm không? Cho con âm. Chúng ta dương 1 nghiệm. Dương chuyển qua âm 2 nghiệm, âm chuyển qua dương 3 nghiệm. Như vậy là M bằng 1 nhân. M bằng 1 nhân thì không biết đáp án A hay đáp án D. Thì bây giờ chúng ta thử cái đáp án D và đáp án A là chúng ta chọn âm 1,5. Nếu một âm 1,5 đúng thì đáp án D này bị loại, chúng ta chọn đáp án A.
nhận tiếp. Thì ta thấy là âm 1,5. Bên này là âm 1,5. Trước là có dấu trừ. Vậy là đúng rồi phải ngang. Kiểm tra lại thì chứ không được sai. Vậy là mình đọc sai. Bằng tiếp. Chúng ta do có 3 nghiệm. Còn âm. Có dương 1 nghiệm. Các bước thưa quá. Bây giờ thì sẽ chọn lại từ âm 3 đến 3. Bước chia 6 chia 4. Có dương 1 nghiệm. Dương quá âm 2 nghiệm. Dương quá âm. Dương quá âm 2 nghiệm. Cảm thấy dương này. Âm là 2 nghiệm này. Rồi âm nó tiếp tục. Và quay dương thêm một lần nữa. Là có 3 nghiệm nữa các em này. Bước chia cần phải nhỏ lại một tí mới có nghiệm được. Như vậy là chúng ta thấy rằng âm 1,5 là cũng thỏa mãn có 3 nghiệm. Thì bây giờ chúng ta chọn đáp án đó chính là đáp án A. Tiếp tục chúng ta sang câu tiếp. Câu 6 là tổng tất cả các nghiệm của phương trình này. Đây là một bài lập 10 là bằng bao nhiêu trong cái đáp án này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng menu tab. Chúng ta nhập phương trình. Nhấn AC để chúng ta bỏ hàm số ban đầu. Menu 8 chúng ta nhập trị tuyệt đối là shift ABS là trị tuyệt đối các em. X bình phương trừ 2x trừ 1. Chúng ta chuyển về trừ tiếp ABS trị tuyệt đối của x bình phương trừ 2. Tức là tổng các nghiệm bằng bao nhiêu? Thì bây giờ mình phải tìm nghiệm gần đúng. Cho nên là thầy sẽ chọn từ âm 4 đến 4 thôi. Nếu thưa quá thì chúng ta ép lại một tí. Bằng. Thầy chọn từ. Thôi thầy cứ để từ âm 3 đến 3 xem thử nó như thế nào. Bằng tiếp. Tổng các nghiệm. Chúng ta tìm nghiệm. Từ dương qua âm. Là một nghiệm. Nghiệm này chúng ta chọn gần đúng là âm 0,8. Chúng ta ghi vào giải nháp là âm 0,8. Tiếp tục chúng ta do tiếp. Còn âm. Âm có dương. Âm có dương mà 0,7 là cũng gần với nó. Chúng ta chọn là 0,1. À, thành nhầm cái chỗ này. Đang còn ấm chứ. Đang còn ấm đã quá dương đâu. Đi quá dương này các em này. Ấm quá dương này. Là 0,09. Thì chúng ta chọn nghiệm là gần đúng là 0,5. Ghi lại dương 0,5 các em.
ta nhận tiếp. Dung có âm tiếp các em này. Dung có âm. Số 0,02, 0,2 và 0,4. Chúng ta chọn 0,2 là được 1,7, 7 thì là 1,8 rồi các em. Chúng ta dò tiếp. Như vậy trong khoảng từ trừ 3 đến 3, nó có 3 nghiệm. Thì bây giờ mình cứ cộng 3 nghiệm lại này xem thử nó như thế nào. Sau đó mà nếu cái số nó không gần đúng với những cái tổng của các nghiệm, thì chúng ta lại xét trên một cái đoạn lớn hơn. Thì bây giờ thì cộng này, trừ 0,8 này, cộng với 1,8 này, là được 1, 1 cộng với 5 là 1,5 này. 1,5 thì trên đáp án của chúng ta chính là 3/2 đấy các em. Vậy chúng ta chọn đáp án này là đáp án B. Nếu chúng ta cộng các cái nghiệm lại mà nó sai số quá lớn thì chúng ta phải xét trên một cái đoạn lớn hơn. Bởi vì biết đâu nghiệm nó có rơi vào ngoài cái đoạn trừ 3, 3 cái này chúng ta xét. Bây giờ câu 7 là lớp 12. Thì phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta cũng dùng mấy nút tạo. Chúng ta nhìn AC. Chúng ta xóa hàm số này đi. Chúng ta nhìn logarit theo cơ số 2 của 4x. Trừ logarit cơ số x phần 3. Ta chuyển về phải sang về trái trừ 3. Bằng. Em để ý. Điều kiện x dương. Cho nên chúng ta sẽ chọn ban đầu là từ số 0. Số 0 là nó không tính đâu các em. Chúng ta chọn bước. Chúng ta cho đến số 8 đi. Số 8 đã được rồi các em. Bây giờ chúng ta lấy 8 chia cho 44. Thế do có bao nhiêu nghiệm rộng x bằng 0 là rộng này, thế còn âm, âm qua dương là một nghiệm các em này. Đó, âm qua dương một nghiệm, dương qua âm hai nghiệm, âm qua dương ở đây là có một nghiệm, hai nghiệm và ba nghiệm thôi. Cho nên chúng ta dò được ba nghiệm rồi thì chúng ta cho đáp án đó là chính là đáp án C. Chúng ta kết thúc bài toán. Như vậy thì qua cái bài hôm nay thầy hướng dẫn cho các em dùng cái menu 8 để giải các cái bài toán liên quan đến nghiệm phương trình. Cơ bản là các em nắm như thế. Còn sau đó chúng ta có thể luyện tập thêm. Video kế tiếp thầy sẽ hướng dẫn các em liên quan đến sự đơn điệu của hàm số. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn mạnh khỏe, bình an và luôn cố gắng học tập để thỏa lòng mong đợi của bố mẹ. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.